Trước việc thời gian qua có những tin báo tố giác cho rằng những đứa trẻ ở Tịnh thất Bồng Lai không phải là trẻ mồ côi, mới đây cơ quan an ninh điều tra công an tỉnh Long An đã đến lấy mẫu xét nghiệm ADN với 28 người gồm cả trẻ em đang sinh sống tại Tịnh thất Bồng Lai. quan an ninh điều tra, công an tỉnh Long An đã phục hồi điều tra theo đơn tố giác về hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và tiến hành lấy mẫu ADN của 28 người đang sinh sống tại nhà Cao Thị Cúc, 62 tuổi, ngụ ấp Lập Thành, xã Hòa Khánh Tây, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An. Căn nhà này được ông Lê Tùng Vân đặt tên là Tịnh Thất Bồng Lai, sau đó đổi thành Thiền Am bên bờ vũ trụ. Đã có 23 người đang sống tại đây được lấy mẫu, trong đó có 10 trẻ em lớn nhất 8 tuổi và nhỏ nhất 14 tháng tuổi. Tin báo tố giác cho rằng, Lê Tùng Vân và những người lớn ở tịnh thất Bồng Lai đã giả mạo nuôi trẻ mồ côi để lừa gạt, nhận tài trợ, chiếm đoạt tài sản. Vì vậy, cơ quan an ninh điều tra đã lấy mẫu những trẻ em và những người lớn thời gian qua sinh sống tại đây để xác định ADN xem có mối quan hệ thân thích gì không. Trước đó vào ngày 30 tháng 6, tòa án nhân dân huyện Đức Hòa tỉnh Long An mở phiên xét xử sơ thẩm vụ án hình sự xảy ra tại Tịnh Thất Bồng Lai. Các bị cáo đã bị truy tố về đội tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích nhà nước, quyền lợi ích hợp pháp của các tổ chức và cá nhân. Riêng tin báo tố giác tội phạm liên quan đến hành vi loạn luân, cơ quan an ninh điều tra chưa phục hồi điều tra.